rất hay. Thắng Long vẫn đang là Thắng Long, không vào, rất đáng tiếc. Một pha xử lý đến chất kỹ thuật của Thắng Long. Chúng ta cùng xem lại cú này, một pha xử lý chất kỹ thuật của Thắng Long vượt qua được Nguyễn Anh Tài. Rất may trong tình huống rồi, Tấn Trường đã băng ra kịp thời. Và đánh bóc rất hay của Andres Dos Santos. Phạm Hoàng Lâm, người đá nhận chiếc thẻ đỏ ở trận đấu trước. Ngày hôm nay đã chơi và mắc rất nhiều sai lầm. Văn Toàn, dứt điểm, không vào, không vào. Một pha bỏ lỡ quá đáng tiếc của Trần Minh Vương. Liên tiếp là những pha bỏ lỡ khó tin đang xuất hiện tại sổ đỏ Pleiku. Và chính huấn luyện viên Dương Minh Đình cũng không hiểu được điều gì đang xảy ra. Nó quá khó tin khi mà cả Pedro và Minh Vương đã bỏ lỡ những cơ hội mà chúng ta đang được chứng kiến trên sân Pleiku những phút vừa qua. Không có lỗi của cao xuất thẳng. Phát Ngọc. Một trận tay của Phát Ngọc. À không, không vào. Cơ hội được trao cho Andres Dos Santos. Một pha xử lý khá cứng của tiền đạo người Brazil. Chúng ta cùng xem lại đường cho phe rất hay của Khắc Ngọc. Bóng vẫn còn. Cơ hội. Dứt điểm. Rất nguy hiểm. Bóng đập đúng sang ngang. Rất tiếc cho Đỗ Bilo trong tình huống vừa rồi. Bây giờ là ta xem lại tình huống này. Pha chuyển vào rất tốt của một cầu thủ SB Đà Nẵng và Đỗ Bilo đã sút rất căng nhưng bóng lại đập đúng sàng ngang. Đỗ Bilo đã bỏ những cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Rất trống trải, dứt điểm, không vào, bóng vẫn còn, không có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Sài Gòn. Liên tiếp là những tình huống sai lầm của hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Và có lẽ những khán giả tại sân Đồng Pleiku lúc này có thể thở phào nhẹ nhõm với những pha xử lý vừa rồi của câu lạc bộ Sài Gòn. Nếu như Pedro ở tình huống này không thể ghi bàn thì cũng tiếc nuối 1, thì Minh Vương sẽ phải tiếc nuối 10. Đơn giản bởi lẽ đội bóng của anh là đội bóng đang bị dẫn trước.